Xin chào tất cả các bạn. Hello everyone. My name is Nhật My. Hi there. My name is Sa Thảo. Chào mừng các bạn đến với khóa học tiếng Anh online căn bản của Trung tâm Ngoại ngữ KON-TIKI, Long Biên, Hà Nội. Các bạn và các em học sinh thân mến, trước khi đến với bài học mới về chủ đề trạng từ adverb, chúng mình có một số tips muốn chia sẻ để giúp các bạn học theo các video clip của trung tâm một cách hiệu quả. Các bạn hãy dành cho mình khoảng 30 phút mỗi ngày trong vòng từ 1 đến 2 tuần để nắm vững các kiến thức ngữ pháp được trình bày trong mỗi một video. Việc học sẽ đạt được hiệu quả rõ rệt và tiến bộ chắc chắn nếu song song với việc theo dõi mỗi clip bài học. Các bạn đồng thời thực hành làm các bài tập ngữ pháp và hội thoại trên máy tính cùng ứng dụng AMD hoặc bản free AMD Lite. Các bạn cũng nhớ đừng bỏ qua các bài hát đã được chọn lựa để làm phần kết đầy ý nghĩa và màu sắc cho mỗi video. Học tiếng Anh thông qua các bài hát nổi tiếng, những oldies or evergreens có thể là một cách học thú vị và hiệu quả, đồng thời cũng giúp các bạn giải trí và thư giãn. Các bạn và các em học sinh thân mến, trong bài học trước chúng mình đã học về tính từ, là từ loại dùng để miêu tả hoặc bổ nghĩa cho danh từ. Bài học kỳ này sẽ là về phó từ hoặc trạng từ, là phần được biểu thị bằng màu xanh da trời trong hình vẽ ở đây, là từ loại dùng để bổ nghĩa cho hoặc cho biết thêm thông tin về các thành phần khác trong câu. Cụ thể bài học về trạng từ sẽ được chia thành các phần như sau: định nghĩa, các loại trạng từ, chức năng của trạng từ, vị trí của trạng từ và phép đảo động từ sau các trạng từ. Đầu tiên chúng ta cùng đến với phần định nghĩa của trạng từ. Trạng từ hay còn gọi là phó từ là từ được dùng để cung cấp thông tin về nơi chốn, thời gian, hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân, mức độ, vân vân cho một động từ, một tính từ, một cụm từ hoặc một trạng từ khác. Tiếp theo là các loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa của chúng trong câu. Loại đầu tiên là trạng từ chỉ cách thức, adverbs of manner. Trạng từ chỉ cách thức cho biết sự việc xảy ra hoặc được thực hiện như thế nào. Trạng từ chỉ cách thức có thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi, cái từ hỏi là how. Chúng ta có các ví dụ sau: carefully nghĩa là cẩn thận, noisily là ồn ào, slowly là chậm, fast nhanh, well là tốt hoặc là hay, suddenly là thình lình, or angrily là giận dữ, badly là xấu hoặc dở. Trạng từ chỉ cách thức thường đứng ở vị trí cuối câu, trạng từ tận cùng bằng đuôi ly hoặc ly đôi khi có thể được đứng ở vị trí giữa câu nếu trạng từ không phải là phần trọng tâm của thông tin. For example, he drove off angrily. Anh ta giận dữ lái xe đi. She angrily tore up the letter. Cô ta giận dữ xé tan lá thư. I don't remember him very well. Tôi không nhớ anh ta rõ lắm. Trạng từ chỉ cách thức thường được thành lập bằng cách thêm hậu tố ly và li vào sau tính từ. Chúng ta có công thức adjective cộng ly thành adverb. For example, bad thì sẽ trở thành badly, happy trở thành happily, quick trở thành quickly. Sau đây là một số lưu ý chung về trạng từ. Một số từ có tận cùng bằng đuôi ly nhưng là tính từ như friendly, thân thiện, lonely, cô đơn, lovely, đáng yêu không thể thành lập trạng từ với những tính từ này. For example, she gave me a friendly smile. Cô ấy mỉm cười thân thiện với tôi. Not, we won't say she smiled friendlyly. Một số từ có trạng từ cùng hình thức với tính từ: hard, chăm chỉ; early, sớm; late, trễ; right, đúng; wrong, sai; height, cao; và fast, nhanh. For example, Simon loves fast cars. He drives very fast. Simon rất thích những chiếc xe hơi chạy nhanh. Anh ta lái xe rất nhanh. Don't work too hard. Đừng làm việc quá vất vả. Luckily, I found a phone box quite near. May thay tôi tìm thấy một trạm điện thoại ở khá gần. Một số từ có thể có hai trạng từ, một trạng từ cùng hình thức với tính từ và một trạng từ tận cùng bằng đuôi ly mang nghĩa khác. For example, hardly. Rất ít, hầu như không. I'm not surprised he didn't find a job. He hardly tried to find one. Tôi không ngạc nhiên khi anh ta không tìm được việc, anh ta hầu như không cố gắng để tìm. Lately, gần đây. He has come to see me lately. Gần đây anh ta có đến thăm tôi. Nearly, gần như, suýt. I nearly missed the bus. Tôi suýt lỡ chuyến bus. Cuối cùng, well và good đều có nghĩa là tốt, giỏi. Nhưng good là tính từ và well là trạng từ. For example, I like that teacher. He is good and he teaches very well. Tôi thích thầy giáo đó. Ông ấy tốt bụng và ông ấy dạy rất giỏi.
She speaks English very well. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi. Loại trạng từ thứ hai là trạng từ chỉ thời gian, adverb of time. Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào. Trạng từ chỉ thời gian có thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi với when. Tên lúc ấy, now, bây giờ, yesterday, hôm qua, today, hôm nay, tomorrow, ngày mai, recently, gần đây, soon, chẳng bao lâu, immediately, ngay lập tức, up to 2 o'clock, và lúc 2 giờ, 3 days ago, 3 ngày trước. Trạng từ chỉ thời gian thường đứng ở vị trí cuối câu. For example, can you do it now? Bạn có thể là ngay bây giờ không? What's going to happen next? Kế đến chuyện gì sẽ xảy ra? We'll leave on Monday morning. Sáng thứ hai chúng tôi sẽ ra đi. We need to leave immediately. Trạng từ chỉ thời gian đôi khi có thể đứng ở vị trí đầu câu để nhấn mạnh hoặc chỉ sự trái ngược. For example, today I'm going to London. Hôm nay tôi sẽ đi London. Trạng từ chỉ thời gian là today nhấn đứng đầu câu để nhấn mạnh thời gian. We're really busy this week. Last week we had nothing to do. Tuần này chúng tôi thực sự rất bận rộn. Tuần trước chúng tôi chẳng làm gì cả. Trạng từ chỉ thời gian last week đứng vào đầu câu chỉ sự trái ngược. Một số trạng từ chỉ thời gian như finally, cuối cùng, soon, chẳng bao lâu, already, đã rồi, last, gần cuối, cũng có thể đứng ở vị trí giữa câu, still và just chỉ đứng ở vị trí giữa câu. For example, we will soon be home. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ về nhà. My father finally agreed to let me go on the trip. Cuối cùng cha tôi cũng đồng ý cho tôi đi du lịch. She's still busy. Cô ấy vẫn còn đang bận. Mr. Johnson has just gone out. Ông Johnson vừa mới ra ngoài. Loại trạng từ thứ ba là trạng từ chỉ nơi trốn, adverb of place. Trạng từ chỉ nơi trốn cho biết sự việc xảy ra nơi nào. Trạng từ chỉ nơi trốn có thể được dùng để trả lời cho câu hỏi với where. For example, upstairs, ở trên lầu, around, quanh, somewhere, đâu đó, here, ở đây, at the office, ở văn phòng. Trạng từ chỉ nơi trốn thường đứng ở vị trí cuối câu. For example, the children are playing upstairs. Bọn trẻ đang chơi trên lầu. Her parents live abroad. Cha mẹ cô ấy sống ở nước ngoài. I look for it everywhere. Tôi đã tìm nó khắp nơi. Don't throw orange peel out the window. Đừng ném vỏ cam ra ngoài cửa sổ. Trạng từ chỉ nơi trốn đôi khi cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu, nhất là trong văn chương và khi trạng từ không phải là trọng tâm của câu. For example, at the end of the garden, there was a very tall tree. Cuối vườn có một cái cây rất to. Lưu ý, trạng từ chỉ nơi trốn thường đứng trước trạng từ chỉ thời gian. For example, she came here a few minutes ago. Cô ấy đến đây được vài phút. My family moved to London in 1987. Năm 1987, gia đình tôi chuyển tới London. We arrived at the airport early. Chúng tôi đến sân bay sớm. Loại trạng từ thứ tư là trạng từ chỉ tần suất, adverbs of frequency. Trạng từ chỉ tần suất cho biết sự việc xảy ra thường xuyên như thế nào. Trạng từ chỉ tần suất có thể được dùng để trả lời cho câu hỏi về how often. For example, always có nghĩa là luôn luôn, usually là thường xuyên, often là thường, occasionally là thỉnh thoảng, sometimes là thỉnh thoảng, đôi khi, seldom là ít khi, never không bao giờ, rarely hiếm khi, hardly là hầu như không. Trạng từ chỉ tần suất thường đứng ở vị trí giữa câu là mid position, like he is constantly in debt. Ông ấy thường xuyên mắc nợ. I'll never agree to their demands. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của họ. Mary sometimes goes to the cinema with Tom. Mary thỉnh thoảng đi xem phim với Tom. She has never written to me. Cô ấy chưa bao giờ viết thư cho tôi. Các cụm trạng từ chỉ tần suất như every day, every hour, once a week, or three times a month, vân vân, thì thường đứng ở vị trí đầu hoặc cuối của câu. Like, the buses go every 10 minutes. Cứ 10 phút có xe buýt. He plays tennis 3 times a week. Anh ta chơi tennis 3 lần một tuần. Every day we go jogging, or we go jogging every day. Chúng tôi chạy bộ mỗi ngày. Tiếp theo, loại trạng từ thứ 5 là trạng từ chỉ mức độ, adverb of degree. Trạng từ chỉ mức độ cho biết mức độ ít hay nhiều của một tính chất hoặc một đặc tính. Chúng ta cùng xem bảng sau. Too là quá, extremely, vô cùng, absolutely, tuyệt đối,
nearly, gần như, very, rất, quite, khá, almost, gần như, really, thực sự, enough, đủ, just là đúng hoặc vừa đủ. Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. For example, I'm very pleased with your success. Tôi rất vui với thành công của bạn. They spoke too quickly for us to understand. Họ nói quá nhanh, chúng tôi không thể hiểu được. Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ. For example, the box isn't big enough. Cái hộp không đủ to. You should write clearly enough for us to read. Anh nên viết rõ để chúng tôi đọc được. Một số trạng từ chỉ mức độ có thể bổ nghĩa cho động từ như almost, barely, hardly, just, nearly, quite, rather, really, scarcely. Thường đứng ở vị trí giữa câu, trước động từ chính, sau động từ to be và trợ động từ. For example, I really enjoyed it. Tôi thật sự thích điều đó. This hammer is just the thing I need. Cái búa này đúng là cái tôi cần. Sau đây là một số lưu ý về các trạng từ như fairly, pretty, quite and rather. Đây là các trạng từ chỉ mức độ, dịch sang nghĩa tiếng Việt đều có nghĩa là khá. Fairly, pretty, quite and rather can all be used to modify adjectives and adverbs, but are all less strong than very. Rather and pretty are strong, are the strongest of these words and are the closest to very. Pretty in this sentence is informal. Therefore, if you said to someone, your work is pretty good or your work is rather good, they would be more likely to be pleased than if you said, your work is quite good or your work is fairly good. However, rather is common used with words indicating negative qualities. I was feeling rather sad. Quite is slightly stronger than fairly. It may suggest that something has more of quality than expected. Nobody here has ever heard of it, but it's actually quite common. Loại trạng từ tiếp theo là trạng từ nghi vấn, interrogative adverbs. Trạng từ nghi vấn là các trạng từ được dùng để đặt câu hỏi where, when, why, how. Where, ở đâu, được dùng để hỏi nơi chốn. Like, where do you live? In London, bạn sống ở đâu? Ở London đông. When, khi nào, được dùng để hỏi về thời gian. Like when have we got a history lesson? On Monday, khi nào chúng ta có giờ lịch sử vào thứ hai. Why, tại sao, được dùng để hỏi về lý do. Why were you late? Because my car broke down. Tại sao bạn lại đến muộn? Vì xe tôi bị hư. How, như thế nào hoặc là bằng cách nào, được dùng để hỏi về cách thức. Like, how do you spell the word practice? Bạn được đánh vần động từ practice như thế nào? How do you go to school? By bicycle. Bạn đi học bằng phương tiện gì? Xe đạp. Chúng ta có công thức how cộng to be cộng a person được dùng để hỏi về sức khỏe của người nào đó. For example, how are the children? They're very well. Bọn trẻ thế nào? Chúng khỏe. How are you? Fine, thanks. Bạn khỏe không? Mình khỏe, cảm ơn. Còn công thức how cộng be cộng a thing được dùng để yêu cầu mô tả điều gì đó. Like, how was the film? Very good. Phim thế nào? Rất hay. Ở đây câu hỏi how was the film tương đương với câu hỏi what was the film like? How's your new job? So boring. Công việc mới của bạn thế nào? Chán ngắt. How adjective or adverb? Like, how much? How many? How long? How old? How often? How far? How high? How fast? Vân vân. Được dùng để hỏi về kích thước, số lượng, mức độ, khoảng cách, vân vân. For example, how old are you? 15. Bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. How often do you go swimming? Twice a week. Bao lâu bạn đi bơi một lần? Một tuần hai lần. Chúng ta có lưu ý cuối cùng là trạng từ nghi vấn luôn luôn đứng ở đầu câu. Like, why did you say that? Tại sao anh lại nói thế? How did you come here? Anh đến đây bằng phương tiện gì? Chúng ta đến với loại trạng từ cuối cùng, số 7, trạng từ quan hệ. Relative adverbs. Trạng từ quan hệ when, mà, khi, where, mà, nơi, why, vì sao có thể được dùng để giới thiệu các mệnh đề quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian, when, nơi chốn, where và lý do, why.
For example, I will never forget the day when I first met you. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp anh lần đầu. I know a shop where you can find sandals. Tôi biết một cửa hàng mà bạn có thể mua được sandal. Do you know the reason why you left her? Anh có biết lý do vì sao anh ta rời bỏ cô ta không? Sau đây chúng mình sẽ tóm lược lại các kiến thức đã học trong bài học này cho các bạn. Adverbs. An adverb can tell more information about a verb or an adjective. For example, the incredible smart boy aced his test. In that sentence, incredibly is the adverb. It gives us more information about the adjective smart, which describes the boy. The dog ran quickly. In that sentence, quickly is the adverb. It gives us more information about the verb run. It tells us how the dog run. Adverbs usually tell how, when, or where. Adverbs that tell how, carefully, gently, quickly, lazily. Adverbs that tell when, yesterday, now, before, after. Adverbs that tell where, there, here, everywhere, or outside. Sau đây là một số các ví dụ. How did everything go? It went well, thank you. How is your life? No complaints, I can manage. And how is your business? It's going on very well. When is the next performance? This evening's performance will start at 8 o'clock. When did the American Civil War begin? It began in 1861 and ended in 1865. Where did you meet her? We met each other in college. Where are you from? I'm from Vietnam. How often do you have your hair cut? Very occasionally, I like to wear my hair long. How often do you call your mother? Usually once or twice a week. Còn bây giờ chúng ta sử dụng ứng dụng AMD để tìm hiểu kỹ hơn về khía cạnh ngữ pháp của trạng từ. What is an adverb? Adverbs are words that usually modify, that is, they limit or restrict the meaning of verbs. They may also modify adjectives, other adverbs, phrases, or even entire sentences. An adverb answers the question when, where, how much, how long, or how often. The elections are coming soon. They only shopped locally. They are happily married. The roads are very steep. He stopped by briefly to say hello. My daughter calls me regularly. Most adverbs are formed by adding ly, li, to an adjective. If the adjective already ends in y, the y usually changes to I. Bowl becomes bowly. Solid becomes solidly. Interesting becomes interestingly. Heavy becomes heavily. Unnecessary becomes unnecessarily. There are, however, many common adverbs that do not end in li, such as again, also, just, never, often, soon, today, to, very, and well. When an adverb modifies a whole sentence or clause, it is called a sentence adverb. Words such as fortunately, frankly, hopefully, and luckily are generally used as sentence adverbs and usually express the speaker's feelings about the content of the sentence. Such adverbs normally come at the beginning of the sentence, but may also come in the middle or at the end. Bây giờ chúng ta xem tiếp phần giải thích trong Wikipedia. Adverb. An adverb is a part of speech. It is a word that modifies any other part of language, like verbs, adjectives, including numbers, clauses, sentences, and other adverbs. Except for nouns, modifiers of nouns are primary determiners and adjectives. Adverbs typically answer such questions as how,
when, where, in what way, or how often. This function is called the adverbial. This function is called the adverbial function and is realized not just by single words like adverbs, but by adverbial phrases and adverbial clauses. The following examples illustrates adverbs in adverbial functions in English. As a verb modifier. In the following examples, the adverb as a verb modifier is highlighted in bold. The verb that it modifies is shown in italics. It is tiring to run quickly. My sister laughs loudly. The sun shone brightly. Adverb as an adjective modifier. In the following examples, the adverb as an adjective modifier is highlighted in bold. The adjective it modifies is shown in italics. His poetry is very beautiful. The meaning of this passage is abundantly clear. That sign is hardly visible. Adverb as an adverb modifier. In the following examples, the adverb as an adverb modifier is highlighted in bold. The adverb that it modifies is shown in italics. I know that he can write more clearly. The sun came out quite suddenly. This species is the slightly slower growing one. Adverbs modifies a whole sentence. In the following examples, the adverb modifies a whole sentence. Finally, she went home. Suddenly, the cat came in. Today, we can't go on a day trip. And lastly, adverb links one sentence to another. In the following examples, the adverb links one sentence to another. It was hot. She, therefore, went swimming. It was raining. She went swimming, however. She woke up. Then she got out of bed. Groups of adverbs. Adverbs can be put into several groups. Adverbs of manners, adverbs that tell how, like happily, quickly, slowly, badly. Adverbs of time, adverbs that tell when, like then, now, soon. Adverbs of place, adverbs that tell where, like there, here, nowhere. Adverbs of degree, adverbs that tell to what extent. Examples like more, very, barely, vaguely. Adverbs which comment on the whole sentence, like stupidly, she answered the questions. And lastly, adverbs which link sentences, like Miss Gold, therefore, left the room. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần làm bài tập ngữ pháp. Bài tập 4.1 các bạn tự làm ở nhà. Chúng ta làm bài 4.2. Exercise 4.2. Is the word order right or wrong? Correct the ones that are wrong. Câu 1 và câu 2 là câu mẫu. Number 3. Wrong. The answer must be Jim doesn't like coffee very much. Number 4. Right. Number 5, wrong. The answer must be, I immediately phoned Tom. Number 6, wrong. The answer must be, did you go to bed late last night? Number 7, wrong. The answer must be, Steve hardly ever gets angry. Number 8, right. Number 9, wrong. The answer must be Jane usually has to hurry in the morning. Vậy là chúng ta đã đúng 6 trên 13 câu. Bài tập tiếp theo là bài tập 4.3.
Exercise 4.3. Complete the conversation using the words in brackets in the correct order. Hoàn thành đoạn hội thoại sau và đặt trạng từ đúng vị trí. Number 1. A. Do you know her? Yes, but I can never remember her name. Number 2. Are you tired? Yes, I am always tired at this time of day. Number 3. Where's Jim? He has probably gone home early. Number 4. Did you know the man who tried to steal your bag? No, but I would certainly recognize him. Number 5. That was goal, wasn't it? Yes. The ball clearly crossed the line. Number 6. I hear the weather is a lot better today. It said on the radio it will probably rain later. Number 7. How do we get to my place? I don't know. I didn't fully understand the direction. Number 8. Where were Mark and Diana born? They were both born in Manchester. Number 9. Did the computer crash this morning? Yes, but they were soon working again. Chúng ta bấm nút Next để làm bài tập tiếp theo là bài 4.5. Exercise 4.5. Look at the information in the first sentences and put in the adverbs. Be careful with the spelling. Number 1. Emma's toothache was terrible. Her tooth ached terribly. Number 2. Henry was angry. He shouted angrily at the waiter. Number 3. I'm happy sitting here. I can sit here happily for hours. Number 4. The machine is automatic. It switches itself off automatically. Number 5. The debate should be public. We need to debate the matter publicly. Number 6. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea enthusiastically. Number 7. We should be reasonable. Can't we discuss the problem reasonably? Number 8. The building has to be secure. Did you lock all the doors securely? Number 9. Nobody expected George was coming to see us. He arrived unexpectedly. Number 10. Tom is good at English. He speaks English very well. Chúng ta đã đúng cả 9 câu. Và tập tiếp theo là bài 4.6. Exercise 4.6. Adverb or adjective. Choose the correct forms.
1. I had a strange dream last night. I was in a garden. 2. It was getting dark. 3. And it was terribly cold. 4. My head was aching badly. 5. I was walking out the garden when suddenly I saw a man. 6. He was sitting quietly on a seat. 7. He seemed very unhappy. 8. He looked up and smiled sadly at me. 9. I don't know why, but I felt curious about him. 10. I want to talk to him, but I couldn't think what to say. I just stood there foolishly. 'Well, here I am in England. Thank you for your kind letter. 12. You ask me what it's like here. I must say, it's pretty good. 13. The language school is very efficiently organized. 14. On the first morning, we had to do a test, which I found rather hard. 13 trên 25 câu. Chủ đề hội thoại của chúng ta lần này là about jobs, về công việc. Khi nói chuyện về công việc, chúng ta có thể sử dụng một số mẫu câu hỏi như sau. What do you do, John? Bạn làm gì, John? Where are you working now, Jack? Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu, Jack? How long have you been with the company? Bạn đã làm việc ở công ty đó được bao lâu rồi? Have you been working here long, or have you worked here long? Bạn đã làm việc ở đây lâu chưa? Tiếp theo, khi muốn hỏi về tiền lương, chúng ta có thể hỏi How much is the monthly pay? How is it paid? What's the pay, if I may ask? What is the rate of pay for this job? What about the salary? Tiếp theo là một số các tình huống có thể xảy ra trong nơi làm việc hàng ngày. When you lack experience in a new job, can you do this job on your own? Not yet. This is also new to me. Your work will be supervised for the first time. Sure, I've never done this before. What's wrong? Didn't you have enough training? I need more time. I'm new at this. I can't operate this equipment alone. I am still a little new to all of this. I still need guidance in my work. I am a newcomer to this. When you approach a deadline, our presentation is scheduled for next week. We are running out of time. Get down to business. We are pressed for time. Hurry up. Focus on your work. We have a deadline to meet. This time, we mustn't be late. When you promise to take care of an issue, our partners are asking us to prepare a draft contract. I'll do it. We've got to solve this problem. I'm on it. We received a technical question from our customer. We need to respond somehow. Leave it to me. Chúng ta cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện điện thoại giữa Annabelle Granger và mẹ cô. Trong khi mẹ Annabelle muốn thúc giục cô tìm một công việc ổn định, tốt nhất là theo nghề kế toán giống như anh trai cô, thì cô vẫn muốn thử sức phát triển công việc kinh doanh của riêng mình. This is Annabelle. Annabelle, I have wonderful news. Hi, Mom. Your father talked to Doug an hour ago. Your brother is officially a vice president. They announced it this morning. Oh my God, that's great. Of course it's great. Doug has worked hard to get where he is. No one handed him a thing. Only 35 and vice president of one of the most important
support accounting firms in Southern California. He's amazing. There's a lot of traffic, Mom. I don't think I can stay on my cell much longer. Hold on a minute. Did you get the applications I sent? Mother. You can't keep drifting like this. Jobs, relationships. I won't even mention that awful business with Rob. We should have cut you off financially in college when you insisted on majoring in theater. And hasn't that been a goldmine of job opportunities? You're 31 and you're a Ranger. It's long past time you settled down and applied yourself. Applying myself in the Ranger family only means two things, right? Medicine or finance? Don't start. You know exactly what I mean. That awful matchmaking business hasn't turned in a profit in years. Mother only opened it so she could nip into other people's lives. You're not getting any younger, Annabelle, and I won't stand by and watch you waste more of your life when you could be going back to school and preparing for the future. I don't want. You have always been good with numbers. You make a wonderful accountant. And I've told you we'll pay for your tuition. I don't want to be an accountant, and I don't need my parents supporting me. I will get a job which pays enough money to cover rent, bill, and living expenses. What I want you to do is go back to school and get your accounting degree. You know Doug will help you get a job. I'm not going to be an accountant. Then what are you going to be, Annabelle? Tell me, do you think I enjoy nagging? If you could just once explain it to me. I want to run my own business. You tried that, remember? The gift shop? Then there was that awful .com? Doug and I both warned you. Then that tacky employment agency? You can't stick with anything. That's not fair. The employment agency folded. So did the gift shop and the .com. Did you ever think it's more than coincidental that whatever business you attach yourself to goes bottom up? It's because you deal in daydreams, not in reality. Like that whole fantasy you had about being an actress. And look what happened with Rob. Well, never mind about that. The point is, you bought into this new age nonsense that all you have to do is want something badly enough and you can get it. But life doesn't work that way. It takes more than desire. Successful people are pragmatic. They'll make plans that are rooted in reality. I don't want to be an accountant. The accounting field is wide open. It's growing by leaps and bounds. So is my business. I have landed a very important client. Who? You know I can't give you his name. Is he under 70? He's 44, a high profile multimillionaire. Why on earth has he hired you? Because I'm the best, that's why. We'll see. I know I abrogate you, baby, but it's only because I love you and I want you to fulfill your potential. I know you do, I love you too. Bye, Mom. Bye. Còn bây giờ chúng ta lựa chọn chủ đề hội thoại số 9, About Jobs, về công việc. Good morning. My name's James Goodman. Good morning, Mr. Goodman. Nice to meet you. I'm Peter Banks from Personnel. Do sit down. Thank you very much. Now, have you brought your curriculum vitae with you? Oh, my CV. Yes, here it is. There are 3 copies. Have you brought your certificates as well? No, I haven't. I'm awfully sorry. Can I send them to you? Yes, that will be right. Now let's talk about the post. Where are you working now, Jack? I'm work at the Southern Insurance Company. How large is the company? We have about 100 employees. And how long have you been with the company? I've been with them a little over 2 years. Is your job interesting? Yes, I'm interested in insurance. Does your company pay you well? Yes, I've been satisfied with my salary. How many hours do you work in a day? We work from 9 in the morning to 5 in the afternoon, but we don't work on Saturdays and Sundays. It sounds like a good job. Do you work for the government? Yeah. Do you like the job? Though the work is not
exciting itself is a steady job. How is it paid? It's quite well paid and secure. It sounds good too. What do you do, John? I work in the post office, and you? I teach at Tangda Primary School. What do you teach? I teach math. Do you like teaching? Of course I do. Otherwise, I wouldn't be a teacher. How do you get to work? I get to work by bike. Do you live close to the school? Yes, it's only a block from my house to school. Have you taught there long? No, in fact, I've just started. How much is the monthly pay? 4 million dong. It's a nice job. Tell me about your present job, Allison. I am a receptionist. I work with a travel firm. Why do you want to study here? Because I want a better job. I want to go into management. Well, you have all the qualifications. We can offer you a place. Is your company going to sponsor you? I don't know. I have to talk to Mr. Blake, the manager. We need to know soon. The course begins in October. Yes, I'm going to see Mr. Blake tomorrow. Good. Well, now Ms. Wilking is going to show you around. Thank you for coming. Goodbye, Mr. Harden. Thank you for seeing me. Bài đọc hiểu và nghe hiểu của chúng ta lần này là về school, trường học. Sau đây chúng ta cùng đến với phần 1 của bài này. School. A school is an institution where pupils or students learn from teachers. In most systems of formal education, students progress through a series of schools, primary school, secondary school, and possibly university or vocational school. A school may also be dedicated to one particular field, such as school of economics or school of dance. In homeschooling and online schools, teaching and learning take place outside of the traditional school building. Regional varieties. In the United Kingdom, the term school refers primarily to pre-university institutions, and these can, for the most part, be divided into preschools or nursery schools, primary schools, sometimes further divided into infant school and junior school. In secondary schools, which are termed high school, academy, comprehensive, or grammar. In Scotland, school performance is monitored by Her Majesty's Inspectorate of Education. Ofsted reports on performance in England and Wales. In much of the British Commonwealth, including Australia, New Zealand, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Kenya, and Tanzania, the term school refers primarily to pre-university institutions. In North America, the term school can refer to any institute of education at any level and covers all of the following: preschools for toddlers, kindergarten, elementary school, middle school, also called intermediate school or junior high school, depending on specific age groups and geographic region, senior high school, college, university, and graduate school. In the US, school performance through high school is monitored by each state's Department of Education. Many of the earlier public schools in the United States were one-room schools.
where a single teacher taught 7 grades of boys and girls in the same classroom. Beginning in the 1920s, one-room schools were consolidated into multiple classroom facilities, with transportation increasingly provided by kid hacks and school buses. In much of continental Europe, the term school usually applies to primary education, with primary schools that last between 6 and 9 years, depending on the country. It also applies to secondary education, with secondary school often divided between gymnasiums and vocational schools, which again, depending on country and type of school, take between 3 and 6 years. The term school is rarely used for tertiary education. Except for some upper or high schools, which are more accurately translated as colleges. School sizes and structures. The size and scope of schools varies depending on the resources and goals of the communities that provide for them. A school might be simply an outdoor meeting spot where one teacher comes to instruct a few students, or alternatively, a large campus consisting of hundreds of buildings and tens of thousands of students and educators. The basic units of a school building is generally the classroom, where the act of instruction takes place. Other places typically found in schools include a cafeteria, dining hall or canteen where students eat lunch, an athletic field, playground, gym, and or track for students participating in sports or physical education, an auditorium or hall when student theatrical or musical productions can be staged, and where all school events such as assemblies are held. An office where administrative work of the school is done. A library where students consult and check out books. Specialist classroom including laboratories for science education. Bây giờ chúng ta trang nghĩa một số từ có trong bài đọc hiểu sử dụng ứng dụng AMD. Từ đầu tiên là từ institution. Institute là cơ quan, cơ sở, tổ chức, viện, đại học, học viện, trường học, thể chế, thiết chế. Oxford and Cambridge universities are internationally respected institutions. Các trường Oxford và Cambridge là các học viện quốc tế rất được coi trọng. Credit institution, cơ quan tín dụng, tổ chức tín dụng. Financial institution, tổ chức tài chính. School, hospitals, prisons, and other institutions. The Hong Kong Bank is Hong Kong's largest financial institution. Luật lệ là phong tục đã được hình thành, là thể chế, thiết chế, định chế, chế định, quán lệ, thông lệ. The institution of marriage, chế định hôn nhân. Marriage is primarily a social institution, not a religious one. Từ tiếp theo là từ term. Term. Thuật ngữ hoặc là từ chuyên môn, từ ngữ để diễn đạt khái niệm chuyên môn. Like technical or legal scientific terms, là các thuật ngữ kỹ thuật, pháp lý và khoa học. Had to explain the term gridlock, là lời lẽ, ngôn ngữ, spoke in rather vague terms, praised him in glowing terms. Là quan hệ, sự giao thiệp, on good terms with her in-laws, là điều kiện, điều khoản, giá, terms of a contract, là các điều khoản trong hợp đồng. Offered favorable peace terms, là thời hạn, kỳ hạn, hạn khóa. A term of imprisonment, hạn tù. Kỳ, nhiệm kỳ, thời gian hoạt động. Term of office là nhiệm kỳ, thời gian tại chức.
during the president's first term of office, trong nhiệm kỳ thứ nhất của tổng thống. Là học kỳ, kỳ học, khóa học, the beginning of term, bắt đầu kỳ học, the autumn, spring, summer term, học kỳ mùa thu, mùa xuân, mùa hè, end of term examinations, thi hết học kỳ. Từ term còn có một idiom là in terms of. Cuối cùng là từ school. School là trường học, trường, nhà trường, học đường, học hiệu. Primary and secondary schools là trường tiểu học và trung học. Private school là trường tư, trường dân lập. Public school là trường công. To attend school, to go to school. Where do you go to school? Là bạn học ở đâu? Là nơi dạy một kỹ năng hoặc một môn nào đó. Like art school, trường nghệ thuật. A secretarial school, trường đào tạo thư ký. Là trường cao đẳng, trường đại học. Famous schools like Yale and Harvard, là những trường đại học nổi tiếng như Yale và Harvard. Là ngôi trường, trường sở. A school built in the 60s, many new schools have been built. Là buổi học, giờ học, buổi lên lớp, năm học. To meet friends before school, gặp bạn bè trước giờ vào học. School begins at 9 a.m. Buổi học bắt đầu lúc 9 giờ sáng. He had to stay after school today. Sự đi học, việc học. He hates school. Nó ghét đi học. Two more years of school, còn học 2 năm nữa. To finish school, ra trường. What do you plan to do when you finish school? Là trường phái, môn phái, học phái. School of Art, trường phái nghệ thuật. Nghĩa tiếp theo của từ school là đàn cá hoặc bầy cá. School bag, school book, school boy, school child. Sau đây chúng ta tra một vài cụm từ có chứa từ school. Đầu tiên là go to school. Where do you go to school? Bạn học ở đâu? How do you go to school? By bicycle. Bạn học bằng phương tiện gì? Xe đạp. Ryder's children did not go to school at all. He is going to a different school this year. I go to school with them every day. My students have to wear uniform when they go to school. My oldest son, Alan, went to a public day school, and my daughter, Margaret, went away to abroad. Cụm từ tiếp theo là at school. She teaches at our local school. Cô ấy dạy học ở trường địa phương của chúng tôi. A boy who was in my class at school. The staff at the school weren't happy with their working conditions. I was at school with Jody. I was at school with Jody, but I haven't seen her since I was 16. Her attendance at school was sporadic. What did you learn at school today? She taught English for many years at the high school. She was no longer at school only because the school in her district stopped at age 10. At school, if your teacher had told a class that one kid was going to be famous, how many kids would have said it would be you? At school, he excelled at all sports, becoming captain of athletics and respecting his school in the public school's championships. Sau đây là một số ví dụ cuối cùng. Let's stop wasting money and put it to better use building schools, hospitals, and productive enterprises that will lift our people out of degrading poverty.
The Department of Education recently wrote to all primary schools, reminding them of the potential health hazards posed by overweight school bags. Much to his relief, Dickens was permitted to go back to school when his father received a family inheritance and used it to pay off his debts. But when Dickens was 15, his education was pulled out from under him once again. In 1827, he had to drop out of school and work as an office boy to contribute to his family's income. As it turned out, the job became a launching point for his writing career. Thank you.